Xin anh sống của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn đồng hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ơn lành mùa sáng. Dẫu rằng cuộc sống của chúng ta có những lúc vất vả, có những lúc đố kỵ, nhưng với Chủ nhật thứ sáu phục sinh hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa. Và khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thật sự từ trong cõi lòng thì chúng ta cũng nắm giữ luật yêu thương của Ngài như Ngài đã dạy cho chúng ta. Trong tâm tình đó, mọi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và nhận đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin cầu nguyện cho linh hồn Damen Jose Maria và linh hồn Phêrô và Maria mới qua đời, và một người xin ơn bình an và ơn chữa lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui mừng này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng soi sáng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó.
Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu là ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca. Ca trai đất hay tung hô Thiên Chúa. Ca trai đất hay tung hô Thiên Chúa. Ca trai đất hay tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng danh thanh rạng ngời. Nào dâng lời ca tung tôn vinh, hay thưa cùng Thiên Chúa. Khung khiêm tay sự nghiệp của Ngài. Ca trai đất hãy tung hô Thiên Chúa. Toàn trai đất phải quỳ lạy tôn thờ và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thanh danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, hành động của người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ. Ca trai đất hãy tung hô Thiên Chúa. Chúa làm cho biển khơi hoa đất liền và dẫn người đi bộ qua sông. Việc người làm khó khiến ta hoan hỉ. Chúa uy dùng hiền trị muôn đời. Ca trai đất hãy tung hô Thiên Chúa. Tất cả những ai kinh sợ Chúa đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cùng không dứt nghĩa đoán tình. Ca trai đất hãy tung hô Thiên Chúa. Bài chúc thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em. Vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ơi, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, tin mừng ngày hôm nay Thánh Gioan đã thuật lại cho chúng ta biết rằng Ngài đã nói: Nếu ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, mà nếu mà chúng ta nghe câu như vậy thì chúng ta thử đặt lại cho câu hỏi cho mỗi người chúng ta: chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu không? Với bản thân con thì nhiều lúc cũng phải tự đặt cái câu hỏi: và tôi có thật sự yêu mến Chúa Giêsu không? Một cái câu hỏi rất khó trả lời cho mỗi người chúng ta, bởi vì con mắt của chúng ta lắm lúc không phải là nhìn với cái con mắt của đức tin. Chúng ta chỉ nhìn với cái con mắt thể xác. Thế nên chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Giêsu như chúng ta nói là trả lời chúng ta yêu mến cha mẹ chúng ta, yêu mến anh chị em chúng ta, hoặc là yêu mến cái sứ vụ chúng ta, hoặc là yêu mến gia đình chúng ta. Bởi vì mỗi người chúng ta không nhìn thấy rõ cái con người thật sự của Đức Giêsu Kitô. Thế nên lắm lúc chúng ta nói với cái con người chúng ta rằng yêu mến Chúa Giêsu rất khó. Nhưng mà nếu chúng ta trả lời rằng chúng ta yêu mến thật sự, khi mà chúng ta trả lời yêu mến thật sự là khi chúng ta nắm giữ và loan truyền việc Đức Giêsu Kitô đến để chết vì chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đã thể hiện một cái tình yêu đó không chỉ bằng ngôn ngữ suôn, nhưng mà Ngài thể hiện bằng một hành động cụ thể. Bởi vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta và cũng đặt câu hỏi cho mỗi người chúng ta: anh chị em có yêu mến Chúa Giêsu không? Có lẽ rằng anh chị em có thể nói có, nhưng lắm lúc chúng ta đi ngược đường. Bởi vì hành động của chúng ta, lời nói chúng ta đi ngược lại cái lời mời gọi của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nói có thì chúng ta hãy làm những việc đó để làm cho danh Đức Giêsu rạng ngời, để làm cho việc nước Chúa được trị đến, để làm danh cho cái Chúa Giêsu được vinh hiển nơi Cha. Nhưng mà thường chúng ta thường là tôn vinh con người của chúng ta lên trên hết mọi sự. Đó là chính Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta yêu mến Ngài, hãy vâng giữ lời Ngài và chúng ta hãy hành động vì Ngài. Khi yêu Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải thể hiện bằng cái cảm xúc bên ngoài, nhưng mà Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta như Ngài nói: ta đến để yêu và hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay một lần nữa:
Nếu anh em, nếu bạn yêu mến tôi thì hãy tuân giữ lời tôi. Và chính khi anh em tuân giữ và yêu mến lời của Thiên Chúa thì chính Chúa Cha cũng sẽ hiện diện trong đời sống của anh em. Và đặc biệt trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn hứa ban một đấng, và đó là Đức Thần Khí luôn luôn hiện diện trong đời sống chúng ta. Bởi vậy, tình yêu đối với Chúa Giêsu không chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài, nhưng mà xuất phát từ trái tim của chúng ta. Dành tình yêu Chúa Giêsu là theo lời mời gọi để Ngài sống với Ngài, kết hiện với Ngài và thân thương với Ngài. Đặc biệt trong bí tích thánh thể, chúng ta được kết hợp với Ngài để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, để ta đi ra đi loan báo tin mừng. Thế nên để đạt được điều đó, mỗi người chúng ta hãy kết hợp đời sống chúng ta trong tình yêu. Mà để có được tình yêu như vậy, chúng ta hãy nắm giữ lời Ngài, vì lời Ngài là đèn soi dẫn bước chúng ta trong cuộc đời. Nó rất cần thiết và hữu hiệu, bởi vì cuộc sống chúng ta ngày hôm nay có biết bao điều đen tối cuộc đời che bóng đời của chúng ta, thì chính lời Chúa là cái ngọn đèn sẽ dẫn đưa chúng ta đến cội nguồn của bình an. Chính lời Chúa dẫn đưa chúng ta tìm nguồn bình an đích thực. Và do đó, ngày hôm nay Chúa Giêsu chuẩn bị cái hành trình của Ngài. Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần, và Ngài để Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội, và Ngài đã hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Tiếng nói của Chúa Thánh Thần là tiếng nói lương tâm, tiếng nói chung cuộc của mỗi người chúng ta. Mỗi lần chúng ta làm những điều sai trái, hay mỗi lần chúng ta làm những điều mà chúng ta cảm thấy phật lòng anh chị em, đó là tiếng nói trong lương tâm của chúng ta, đó là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, để cho Chúa Thánh Thần in dấu trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở nên tận tâm với Chúa Giêsu. Và chúng ta không ngừng, đời sống chúng ta không ngừng để kiểm soát cuộc sống chính mình, nhưng hãy để cho Chúa Thánh Thần kiểm soát đời sống chúng ta, và để cho Chúa Thánh Thần lớn lên trong mỗi người chúng ta. Khi chúng ta làm được điều đó là chúng ta đã xác định được Thiên Chúa, đặc biệt Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong đời sống chúng ta. Như chúng ta đã thể hiện trong Kinh Tin Kính, chúng ta tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba ngôi hoạt động trong đời sống chúng ta. Ước rằng ba ngôi Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và bảo vệ đời sống chúng ta, dẫu chúng ta có những khó khăn, dẫu chúng ta có những đen tối cuộc đời, Thiên Chúa ba ngôi dẫn cho chúng ta đến bến bờ bình an. Và trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta cùng đứng lên và dâng lời kinh tin kính. Chưa.
chân lý dạy chúng ta sự thật toàn vẹn, là đấng bảo trợ và đồng hành với chúng ta trên hành trình tiến về nước trời. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa phán, Thầy sẽ xin ban cho chúng con một đấng phụ trợ khác. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần dẫn dắt, để mọi việc các ngài làm đều đẹp lòng Chúa và vô ích cho các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhập lời chúng con. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Xin cho gia đình nhân loại biết cùng nhau bảo vệ môi trường sống, góp sức xây dựng một thế giới công lý và hòa bình, để mọi người sống an vui mà ca ngợi bao kỳ công Chúa thực hiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chương công. Thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm việc điều gian ác. Xin cho các tông đồ giáo dân được Chúa phục sinh nâng đỡ, để sẵn sàng chấp nhận mọi vất vả, hy sinh, khiêm tốn phục vụ mà không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là chính Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết nhờ Chúa Thánh Thần mà phân định giá trị thật giả giữa thế giới nhiều cạm bẫy, can đảm sống theo tinh thần tin mừng mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để người giúp chúng con sống cách phi thường trong cuộc đời bình thường, sống lạc quan giữa muôn ngàn gian khó, sống quảng đại giữa bao ích kỷ hẹp hòi, để chúng con ngày càng nên giống Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, chúng tôi Chúa đã đã ban cho chúng con bên này là hoa mầm rung đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên ban truyền sinh cho chúng con. Chúng cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, chúng tôi Chúa đã ban cho chúng con rung này là sắc vật của cây nhơ và lá vật của con người. Chúng con dâng lên Chúa để cầu ơn thiên linh cho chúng con. Chúng con Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, khi lệnh của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lời mời tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với lời mà chúng con tin dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thân tay chúng con, xin cùng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tin xin Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh
như là trên các biên còn được giấy mừng cùng bày các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tụng vinh quang Chúa rằng thần 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 Chúa là tên Chúa ca cao minh trời đất đầy vinh quang Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời chung tụng hơn người thêm nhân dân Chúa hoan hô Chúa trên thiên lạy Chúa, Chúa thật là đấng thân là cùng mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ân thân thần Chúa thăng hoa những tuần lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi từ nguyên nông mình chịu khổ hình người cầm lấy băng tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau mà ăn tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy bao nhiêu ước mơ và vinh cư sẽ đổ ra cho các con và những người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nghiệm các Chúa chịu chết và sống lại, chúng con tin lạy Chúa vẫn trường sinh và chết cứu độ để tạ ơn Chúa, để Chúa đã thương cho chúng con được xin đăng tổng đặc trưng tôn nhân và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết và xin Chúa cho chúng con khi thông phẩm mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin như đêm hồi thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hồi thân trong nước mến cùng với đức giáo hoàng Francisco, đức tổng giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiền nhiên trong thân lễ này. Xin Chúa chấp nhận những ước nguyện, ý nguyện mà chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cũng ban ơn bình an cho mỗi gia đình, ơn chữa lành cho những người chúng con thấy cầu nguyện và đặc biệt cũng cảm nhận đến các linh hồn Phêrô và Maria, linh hồn David, Giuse, Maria mà chúng con có ý cầu nguyện trong thánh lễ. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại với người. Xin Chúa cũng như đàn anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quê thuộc chúng con đã liên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai thai gần bảo hơn anh sang tôn nhân Chúa. Chúng con đã xin cho thân sau tất cả chúng con, chúng con cho chúng con được làm hơn sự sống đời đời và đến trên đường Maria mẹ Thiên Chúa thân cả những xe và trăm năm đức trên đường các thân tông đồ các thân tự đạo Việt Nam và toàn thể các thân đã sắp đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được cai vậy và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trăm người và mọi danh hiệu và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời. Amen. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và chính Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em với nhau. Chính khi chúng ta được yêu mến, được đáp trả tình yêu đó là chúng ta sống trong tâm tình của một Thiên Chúa ba ngôi. Bây giờ đây chúng ta cùng với Chúa Giêsu, Ngài đã dạy cho chúng ta lời kinh lạy Cha và chúng ta cũng thân thương với Cha chúng ta ở trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha hạ sanh, nước Cha trị nên, ý
con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và lễ trai lai của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy đã lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin rói thương ban cho Hội Thánh chúng con được bình an, cho mỗi gia đình chúng con cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa hiện diện, an ổn và nâng đỡ và chữa lành. Và hợp nhất theo thân y Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, để đừng xóa tội trần gian của cha ai được mời đến hiệu Thiên 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 Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem thương nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình báo cho Chúa Giêsu Kitô nhìn nhận con và ban cho con được sống muôn đời. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa con ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều nay Chúa con trong linh hồn con. Sao nghe bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chiều Chúa thương cho thân đường, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con. Chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thần, thì con xin ông hãy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho tròn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Trong tâm tình của tháng năm, tháng dâng hoa cho Đức Mẹ, và chúng ta cùng quy tụ nơi đây, chúng ta dâng lên Mẹ mời kinh Mân Côi, mời kinh kính mừng để chúng ta dâng đời sống chúng ta cho bàn tay của Mẹ, và chúng ta cũng dâng lên những bệnh nhân mà xin chúng con cầu nguyện, xin ơn chữa lành và để cho họ cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa luôn luôn hướng dẫn, như Chúa Giêsu nói. Anh em hãy yêu mến Thầy thì tâm thử lời Thầy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chưa cam nhiều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đỡ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đỡ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đỡ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ.
sao lòng bà còn phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sai nhân đến Chúa Cha và đến Chúa Con và đến Chúa Thánh Thần. Như đã có trong vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sông lời, Chúa đã thương đổi mời chúng con cho đang hưởng sự sống muôn đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy xin hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con và làm cho thần lương chúng con vừa lân nhân trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, và một lần nữa một tuần đã qua đi, con thật sự cảm ơn quý ông bà và anh chị em luôn luôn cầu nguyện cho nhau. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria và Chúa Giêsu đã ban cho mỗi người chúng ta luôn được bình an. Bây giờ đây con cũng cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em luôn luôn được khỏe mạnh và xem gì được mọi sự bình an của Đức Giêsu Kitô và Chúa là nguồn bình an của chúng ta thật sự trong tâm hồn. Nếu chúng ta có tình yêu, trong tâm tình đó mỗi người chúng ta hãy cùng với nhau đón nhận phép lành của thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Amen. Đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu thương soi chúng con. Lạy Cha